Chân hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm 2020, tức là ngày đặc biệt 4 năm mới có một năm có ngày 29 tháng 2, do năm 2020 là năm dân. Chúng tôi đang đi trên con đường D, sông Tra, thuộc địa phận xã Bình Xuân, thị xã Gò Công. Thì có một hiện tượng lạ là lúc này người ta đang bơm nước từ trong ao mà trong kinh lên ruộng để cứu lúa, nhưng mà khi mà cắt cái dòng kinh, cái con kinh xong cặp cái con lên sông Tra này, người ta đã lấy hết nước từ trước rồi, trong khi lúa vẫn còn xanh và đang làm đồng. Nếu mà không có nước thì sẽ rất là có hại đến cái diện tích về cái năng suất và sản lượng của lúa. Cho nên để cứu lúa thì người cái hộ dân ở khu vực này đang làm một cái chuyện động tác rất là hy hữu, tức là chúng tôi tưởng là bơm nước từ rạch Gò Công, nước đang mặn vào trong kinh này để chống sạt lở, mà không phải như vậy. Bơm nước rất mạnh và chảy ở dòng kinh này, và người ta đã có thể nói là đã bích đặt những cái bờ bao lại để chặn cho nước khỏi lan ra dòng kinh này, là cái trong một khu vực nào đó thôi, để lấy lúa, để lấy nước bơm lên nuôi, bơm lên ruộng để cứu lúa. Mà bơm nước này là bơm lên nước lên đây là kiểu này. Mình bơm nước gì anh? Bơm nước ghe lên hả? Bơm nước ghe lên hả? Hả? Xà lan. Mình phải mua về mình bơm đây hả? Để cứu, còn mình làm lúa đây còn nhiều lúa không? Trời, khu vực này nhiều lắm, nhưng có cái đầu này có mẫu mấy à? À, cái là mình tự bỏ ra hay là ta hùng lại? Cá nhân không? Một xà lan bao nhiêu tiền không? Nó được bao nhiêu khối nước rồi? 300 khối nước. À, 300 khối nước. Đây là một bơm lần này thôi, để cứu lúa trong thời gian ngắn thôi. Còn mấy ngày nữa gặt? Còn lâu mà mới lúa mới đổ đều hả? Vậy hả? Vậy bơm một cái xà lan này đủ nước không? Thì bơm mà đủ, dần dần nhiêu đây thôi chứ bơm nữa rồi lấy gì đâu ăn. 10 triệu. 10 triệu 300 mét khối nước. Rồi bên đây này là mình phải ngăn lại, là mình lấy nước mình trữ mình bơm lên. Đây được không? Cho mình bơm lên. Mình cứu lúa khoảng một mẫu mấy của mình thôi. Cho mẫu mình thôi. Chắc chắn là sẽ bơm cứu được ha. Chứ giờ để lúa vậy bỏ chết. 10 triệu tiền nước còn thu lúa lại nhiêu tiền? Chắc là kiểu kiếm ăn vậy thôi. Lúa đồng kia ta làm bán được 5-6 ngàn diện ký á. Ở đâu Long Bình rồi đó. Lúa. Nước hả? Nước thì thôi cũng cạn hết rồi, đâu có gì. Thôi vậy cũng không làm hết. Cảm ơn. Lên YouTube ha. Cái này ấp mấy của Bình Xuân? Đây ấp Thọ Khương. Hả? Ấp Thọ Khương. Thọ Phú. Hả? Thọ Phú. Còn Thọ Khương Bình Phú hả? Vâng, đây là còn là ấp một ấp của Bình Phú, ấp Thọ Khương của Bình Phú. Con lội này đi thẳng qua giáp ranh với xã Bình Xuân của thị xã Gò Công. Vâng, đây là khu vực và cái hộ gia đình đó bơm nước lên ruộng. Cái chị chủ nhà đang ở bên đây bơm nước lên ruộng này khoảng một mẫu rưỡi đây. Là ruộng của gia đình người ta đang bỏ tiền ra 10 triệu đồng để sang nước từ xà lan chở nước ngọt ở miền trên về để công cứu. Với một xà lan khoảng 300 khối nước thì có thể gia đình chắc chắn là sẽ cứu được cái một cái xà hơn một xà luồng lúa này. Và đây là có cái sự may mắn của gia đình này là gần cái Gò Công và có thể đưa xà lan chở nước về đến tận nơi để bơm về đây.